Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá các xe đạp thể thao nhập khẩu. Hôm nay em có một chiếc xe đạp gọi là siêu phẩm, rất là độc đáo mà từ trước tới giờ em mua xe đạp là chưa có nhập được. Đó là chiếc xe Masi Vincer Vincere, tiếng Anh cũng không biết đọc thế nào cho nó chuẩn. Đấy, nó là cái mã model này đó. Thì cái hiệu Masi ấy là hiệu của Ý các bác nhá. Nó là tên của cái vận động viên người Ý, xe đạp đua. Nó hiệu này nó có lịch sử rất là lâu đời, từ năm 1960, và hiện tại là đang được đặt trụ sở ở bên Mỹ. Đấy là theo như tìm hiểu ở trên thông tin ở trên internet là như vậy. Đấy, và xe được trang bị cấu hình rất là khủng các bác nhá, là full group Integra và cặp vành Mavic, lốp Mavic đó, vành và lốp Mavic hết. Đấy, bộ chuyển động full Integra, khung nhôm siêu nhẹ. Là dòng này là dòng made in Taiwan các bác nhá. Hiệu Ý thì bây giờ là hầu như là sản xuất ở Taiwan đấy. Công nghệ là của Ý. Về phần sơn của chiếc xe thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Masi này, Vincere này, RP này, Rad Performance Series, tức là đây là cái dòng sản phẩm mà hiệu suất cho cái xe đạp đua. Trang bị cục phanh trước sau Integra. Tay lắc Integra. Gạt đĩa, đùi đĩa full hết Integra. Integra R8000 các bác nhá. Integra R8000 Japan. Xích cũng là Shimano Japan luôn. Đề Integra và lip 11 tầng 2 4 6 8 10 11, Mayer Mavic, bánh trước bánh sau một cặp Mavic các bác nhá, Mavic Acacia. Đó là lốp cũng Mavic luôn, lốp cũng Mavic luôn, và lốp còn rất mới đây. Lốp còn rất mới này, còn cái gò đường gò của lốp này. Thương hiệu lâu đời của Ý. Masi tên một vận động viên đã tạo ra cái hiệu xe đạp này từ những năm 1950-1960. Đây, Masi Silly Milano. Là Milan đó. Đó, bánh đằng trước cũng là Mavic và lốp cũng là Mavic luôn các bác nhé. Khung nhôm con này thì nó là đẳng cao, đỉnh cao và chất lượng rồi. Về phần sơn thì màu đen hết, không có vết xước nào, khá là đẹp. Đây em quay từng giống chi tiết cho các bác xem đây. Vâng các bác, theo như tìm hiểu ở trên mạng đây thì là cái dòng Masi này rất là được chuộng ở Nhật. Ở Nhật sử dụng rất nhiều các bác nhé. Masi Vincere đời 2017 đây. Rất là nhiều trang web ở Nhật nói về chiếc xe đạp này. Và trên thế giới cũng được rất là ưa chuộng sử dụng. Các bác có thể tìm thêm từ khóa Vincere, Masi Vincere để biết thêm về các cái thông tin ở bên nước ngoài về chiếc xe đạp này các bác nhé. Đấy, rất là nhiều website của Nhật nói về chiếc xe này.
Dòng này là dòng gọi là đẳng cấp luôn ấy. Đấy. Full Ultegra hết. Rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ em sẽ vào là đo size và test chuyển động cho các bác xem nhá. Size của chiếc xe là từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 48 cm. Đấy, 48 cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt. Đây là cả cái lắp để nó có chữ Maxi luôn này. Là 50. Vóng đứng là 48, vóng ngang là 50. Phù hợp cho các bác cao từ 1m65, 1m75 là đi là ok. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Em sẽ vào chuyển động của chiếc xe nhé. Full Ultegra 11 lít. Lên số ở rất mượt mà rồi, dòng này nó là đỉnh cao đẳng cấp của bộ chuyển động xe đua rồi. 1 lít. 11 lít. Đó, rất mượt mà luôn. Lên đĩa xuống đĩa rất mượt mà. Ultegra dò 8.000 nhé, đời mới đấy các bác. Đấy, và riêng là ở cái khung này nó còn có trang bị để bắt gáp maga để đi các bác đi touring này, các bác đi like hành lý đằng sau này. Đấy, có ốc chờ luôn. Tàu này nó like cả touring luôn. Đấy. Tàu này nói chung là ở Nhật là rất là tin dùng rồi. Vâng, và nói hơi dài về chiếc xe vì nó quá là đẳng cấp và rất là hiếm. Từ ngày mua xe đến 6-7 năm rồi em chưa có nhập được con nào như này. Thì là xe này là có giá bán rất là tốt bên em vì là trang bộ full Ultegra vành Mavic, lốp Mavic của Pháp là có giá là 21.800 bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ Zalo trên số điện thoại màn hình để bọn em cung cấp thêm thông tin. Và cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp khác em đưa lên trên kênh. Khi đó YouTube nó sẽ gửi thông báo cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.